Tiếp theo là những cái chương trình chào đón tân sinh viên của tuổi trẻ. Chúng ta cùng đi lên kinh ngạc. Anh bị em một cái áo nhất. Cũng vì hỏi em mà trực ngại tắm đầu. Con gái thì đã thu bạo, sẵn sàng. Thì ai có thể với chức. Vậy mình nên về sang cũng tôn quân. Xin mời một người đã có thể thời này. Yeah.